Rồi anh em mình nhìn chánh điện này, anh em chắc có lẽ nhận ra là Quốc Khởi đang ở đâu phải không? Những du khách gần xa đã từng đến ngôi chùa này cũng có lẽ đã nhận ra một ngôi chùa rất là danh tiếng, đặc biệt là đối với du khách. Chùa thì tên chính thức là Sà Lôn, tọa lạc tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Du khách gần xa sẽ biết nhiều hơn với cái tên đó là chùa Chân Kiểu. Và Quốc Khởi thì vẫn như mọi ngày trong mùa lễ hội hướng về Ốc Bốc, Quốc Khởi hôm nay đến đây ghi hình về đội ga của chùa đang trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho Ốc Bốc 2023. Rồi chào. Đây, ngoài chánh điện rất là độc đáo với kiến trúc độc đáo, hình nên tên gọi Chân Kiểu, thì chúng ta thấy hoàn cảnh chùa Sà Lôn rất là đẹp ha, trong ánh chiều tà. Và đây là một góc cũng rất là đặc biệt nè, các vận động viên trước khi xuống ghe thì sẽ tập trung về đây để lót dạ ha. Chúng ta cùng vào xem hôm nay là anh em ăn gì nha. Rồi chào anh em, ăn gì vậy? Ăn mì hả? Lần trước anh cũng ăn mì, lần này ăn mì nữa. Rồi vui quá. Trời ơi, cái ông này mấy tô rồi? Một tô sao rồi đủ tô? Ông cỡ ba tô với một sao được? Quá trời dặn ký nè. Một tô mà hai gói. À, một tô hai gói. Rồi cũng được. Rồi ăn khỏe tập khỏe ha. Rồi. Bây giờ thì vô thưởng thức cái nồi cái gì? Nồi nước lèo hả? Nồi nước lèo mì. Gần hết hả? Gần hết vậy rồi sao rồi tôi có được tô nào không? Được. Hết thịt rồi hả? Rồi kệ, lợi trễ mà. Rồi Quốc Khởi quay vòng vòng, Quốc Khởi cũng vô ăn mì với anh em Sà Lôn luôn nha anh em mình. Cô nói là hết rồi, hết thịt rồi, chú Khởi ăn đỡ mì không đi, nhưng mà thật ra cũng có cục xương chứ mì không phải không. Xương thiệt. Cô thiệt tình thiệt, có nói mì xương thiệt, cục xương không có biết thịt đâu chứ. Vô trễ vậy là được rồi, lót dạ với anh em. Rồi vậy nha, chút xíu thì cùng Quốc Khởi đi xem anh em Sà Lôn tập luyện nha. Không phải một ghe mà tới hai ghe lận nha, hai ghe luôn. Rồi vậy nha, ăn mì anh em ơi. Rồi anh em ơi, một lần nữa là được ngồi mũi ghe ngò rồi anh em ơi. Hôm nay xuống Sà Lôn thì được anh em rủ Quốc Khởi là ngồi mũi, nhưng mà anh em mình nhớ là cái này là ngồi trong lúc tập luyện thôi nha, cái thi đấu thì cũng như mỗi lần rồi Quốc Khởi thì không dám ngồi đâu nha. Cái này là chiều nay anh em tập luyện Sà Lôn thì hai ghe, thì anh em ngủ là đội Quốc Khởi xuống ngồi một ghe thôi. Vừa xuống đây để ghi những cái góc hình cạnh anh em trực tiếp bơi trên ghe, cũng vừa là thử lại cảm giác lâu mốt mỗi khi được ngồi trên mũi ghe ngò nghiêng, chưa bơi nữa mà nghiêng rồi vậy anh em ha. Cùng với Quốc Khởi với cái đài truyền hình Sóc Trăng lại đây tham gia quay cho kỷ niệm cho chùa Sà Lôn. Rồi cảm ơn chú. Rồi chúng ta cùng với anh em Sà Lôn trong buổi tập chiều nay nha. Quốc Khởi đang ngồi trên ghe ngò luôn nha. Tiếng còi nhẹ nhàng lúc này êm lắm, êm lắm. Một hồi anh em tăng tốc mới biết. Rồi bây giờ còn êm lắm, nhịp nhàng này ngồi khỏe lắm. Đây là cái bờ kênh phía sau chùa Sà Lôn mà mọi người biết nhiều hơn với tên là chùa Chân Kiểu ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên ha. Đây chúng ta thấy nè, đám ruộng sau chùa xa đó, trên đó là chúng ta thấy chùa, ngôi chùa danh tiếng đó. Anh em thì đang di chuyển ghe trên bờ kênh sau chùa luôn để ra nơi tập luyện, thì trong quá trình đi này cũng xem như tập luyện này. Bên phải là mạ đang gieo trên bờ, nhìn màu xanh như cái tấm thảm vậy. Ồ, nhìn những tấm thảm vậy. Giờ có một anh nông dân đang gánh cái gì mà nặng dữ. Cải, hai vỏ này dữ à. Anh đây là nhổ cải. Trời, hai vỏ dữ quá. Rồi vừa sẽ qua một cái nét rất là đặc trưng của vùng nông thôn mình ha, cầu khỉ nha. Rồi lâu lắm mới thấy cây cầu khỉ á nha, đẹp quá. Rồi phía trước là ghe đây. Quốc Khởi đang ngồi mũi ghe này, thì ghe mình gọi là ghe số 1 đi, ghe nào đi trước là ghe đó, ghe số 1 ha. Ghe số 1 thì đã ra tới
dòng sông rộng để tập luyện này, và chúng ta thấy trên cầu rất là đông khán giả luôn. Cái cầu bắc qua cái bờ kinh rất là đẹp luôn, rất là đông khán giả ở trên cầu đang chờ hai đội ghe tập luyện. Và khi mà ra đây rồi chắc Quốc Khởi cũng không dám quay tới quay lơi nhiều anh em ơi, chắc phải cũng ngồi một hướng một thôi chứ quay tới mà lùi không khéo là lọt xuống sông luôn á. Rồi đông, đông, rất đông khán giả ha. Rồi rất đông khán giả đang chuẩn bị đón theo dõi hai đội ghe của salon tập luyện vào chiều nay nha. Có anh ngồi kế mé sông đang quay mà chiếu đèn sáng trưng luôn nè. Rồi, bây giờ chúng ta cùng trở lại nha. Rồi, anh em đang chuẩn bị nha. Sức khoát nha, cảm giác thật là vô mod nha. À, lần thứ ba con ngồi mũi gan ngò. Lần trước là Khơ Len với ông Kho rồi. Không gài là mình có chọn bên nào chủ lực, bên nào chưa không? Hay là tập cứ tập vậy thôi. Chưa có chọn là ghe nào một, ghe nào hai hết. Lực lượng cũng chưa chọn luôn à. Rồi, chuẩn bị anh em ơi. Chuẩn bị nha. Bắt đầu à. Chuẩn bị. Mình em ơi cũng được. Lắc hơn hồi nãy nhiều, ngồi khó hơn hồi nãy nhiều, nhưng mà cũng được. Cũng may là Quốc Khởi cũng là người con ở sông nước quê hương Cù Lao Dung, từ nhỏ là cũng đã có ngồi ghe ngồi xuồng rồi, mặc dù là nó không đến nổi như ngồi mũi ghe ngò này, nhưng mà cũng được. Anh em bơi cũng khá là lực ha. Quốc Khởi cảm nhận là anh em bơi khá là lực rồi. Trên bờ chúng ta xem nè, rất nhiều cổ động viên đã chạy xe theo để xem đội ghe của mình tập luyện. Rồi lại vừa đi qua một cây cầu tỉ nữa. Rồi, anh em ở trên bờ rất là đông nha. Rồi khán giả chạy theo gánh chiều trên bờ đê đẹp quá. Ta sẽ nhìn rõ hơn những đồng viên ghe số 1, ghe số 2 đi, ghe nãy ra trước là ghe số 1 rồi. Ghe số 2 của xà lôn này tức là ghe mà Quốc Khởi đang ngồi dưới nè. Ở góc độ này chúng ta thấy rõ hơn ha. Đây. Bên này được ngồi hơi quen rồi nè anh em, bắt đầu có thể là ngó tới ngó lui rồi, quay tới quay lui được rồi nè. Chứ hồi nãy lúc mà anh em mới xuất phát quá, không dám nhúng nhích luôn. Cái bên này cũng nhỏ, cho nên hai ghe này chúng ta lấy một chút bằng cao ha. Không phải trên kênh lớn một chút thì thường là cái túi á, hai ghe một mình bơi thì cực kỳ. Chúng ta lấy trên đường là dòng kênh dòng mũi ghe ở sân trăng đẹp như vậy đó. Đi xong là anh em đang tập luyện trên bờ có đồng viên đang chạy xe chạy máy, có xe đạp, có để cùng xem. Vô đoạn này lục bình khá là nhiều. Vượt qua một dây lục bình dày luôn anh em ơi. Tiếp tục sẽ là một dây lục bình dày nữa nè. Quá luôn.
chúng ta biết là cự ly thi đấu truyền thống của Ghe Ngo là 1.200m, và chính vì vậy mà mỗi đợt tập của anh em thì bao giờ cũng phải hơn cự ly này. Tiếp tục là một con sông nhiều lục bình. Này ở đây thì có rất nhiều em thiếu nhi ha. Đoạn này thì có rất nhiều thiếu nhi đạp xe không. Ồ đẹp quá. Trời ơi đẹp quá nè ơi, dưới những hàng cây cồng. Rồi, tăng tốc anh em. Siết, tăng tốc, về đích luôn. Rồi, cú vợt đầu tiên của chiều hôm nay. Tăng tốc, về đích, về đích. Mình dòng vô kênh này mình quay lại, quay trở lại. Mình thường là cứ cái đoạn này thôi. Cự ly là khoảng bao nhiêu từ lúc mình bơi? 1.600 đến 2.000. Thì mình thường là mình thi đấu là 1.200 rồi, mình phải bơi nhiều hơn. Anh em mình thấy nha, hai ghe của salon chén kiểu Đại Tâm Mỹ Xuyên ha, cực đẹp, đặc biệt là những hình ảnh trên bờ. Trời ơi khán giả chạy theo, chúng ta thấy khán giả đứng ngoài cầu này. Rồi hai ghe chuẩn bị luôn, đẹp quá luôn á, bầu trời đẹp, nền trời đẹp ha, buổi chiều chạng vạng ha. Ôi đẹp quá. Dưới sông thì hai ghe Ngo, trên bờ thì rất nhiều khán giả chạy xe Honda, chạy xe đạp theo. Các bạn thấy mùa đua ghe, mùa lễ hội ở Sóc Trăng vui như vậy đó, chỉ là tập luyện thôi. Khi mà gần vào thi đấu, tất cả về dòng sông Macro thì còn sắc màu, còn tưng bừng rộn rã hơn. Bây giờ chỉ là tập luyện của một chùa, nhưng đặc biệt ở đây là chùa có hai ghe. Và chùa này rất là danh tiếng, chùa Salon, tức là chùa Chén Kiểu đó, du khách sẽ biết rất là nhiều. Nằm trên tuyến quốc lộ 1A từ thành phố Sóc Trăng hướng về Bạc Liêu. Từ thành phố Sóc Trăng đến chùa Salon chỉ khoảng 7-8 km thôi. Chùa nằm ngay trên quốc lộ 1A luôn, rất là thuận tiện. Năm nay thì chùa có 2 ghe tham dự, nhiều khả năng là 2 ghe tham dự tại Open Sóc Trăng 2023. Năm nay chùa Sà Lôn mấy em là cố gắng tiếp tục phát huy những anh em nào cố gắng, vỗ tay lên anh em ơi, cho chùa mình đạt thành tích tốt nè. Chúng ta thấy anh em sinh khí rất là vui vẻ ha, quyết tâm và vui vẻ đó nè. Cái điều thêm ngoài cái quyết tâm vui vẻ là tôi thấy là trong đội hình của anh em có rất nhiều vận động viên đẹp trai nha. Đây đẹp trai nè nha. Chú nghe, vận động viên rất là đẹp trai luôn nè. Nè đây nữa nè, đó. Đây là đẹp trai theo kiểu mạnh mẽ luôn nè. Đó, đâu biết không à, hay là đó quay giót câu giót cặp tiền đạo lừng danh của MU. Rồi, ghe số 1 lần này thì sẽ xuất phát đi trước nha anh em.
còn ghe của Quốc Khởi là ghe số 2. Lần này đi sao? À, bắt đầu nhịp nhàng điều độ trước khi tăng tốc. Còn một lượt đây, qua lượt thứ hai này quen dần hơn rồi anh em ơi, còn thấy thoải mái hơn rồi nè. Anh em đang xem loại ghe xà lô chén kiểu Đại Tâm Mỹ Xuyên tập luyện nha. Đây là ghe số 2, còn ghe số 1 thì cũng phải nói là đi trước rồi. Hôm nay thì chuồng xà lô của chúng ta là có 2 ghe trên động kinh rất là đẹp luôn. Trên bờ rộng này chúng ta thấy hàng có lao nè, dáng chiều nè, quá đẹp. Cây cầu này thì càng cho thấy sự đổi thay trong đời sống của đồng bào ở Sóc Trăng ha. Cầu bắc qua kênh, qua ruộng đều bê tông cốt thép vững chãi. Rồi lúc này là qua trạng vạng rồi, bắt đầu tối rồi. Chúng ta thấy trên bờ là xe của bà con là mở đèn hết rồi ha, nhưng mà dưới sông thì các dòng công viên của xà lôn vẫn đang miệt mài. Lúc này lại tăng tốc anh em ơi, gần tới đoạn về đích rồi, lại tăng tốc nè, huấn luyện viên lại cho tiếng còi tăng tốc nè. Trên bờ chúng ta thấy là xe đã mở đèn hết rồi, tăng tốc. Nước rút. Ôi. Siết luôn anh em, siết. Cố lên. Siết. Hết chạy luôn. Thôi. Cú này dài dữ à, cú này dài hơi dữ à. Rồi. Tăng tốc lên lao đây hả? Quá đã. Tăng tài nhiệm đi. Lên lao nè. Bây giờ Quốc Khởi lên bờ rồi nha anh em. Lên bờ để ghi hai ghe của xà lôn tập luyện cho anh em mình nhìn ở một cái góc độ khác. Rõ hơn về hai ghe của xà lôn đang tập luyện nha. Bây giờ Quốc Khởi lên bờ rồi, trời cũng tối rồi, chúng ta thấy nè rất là đông là bà con làng xã Cổ Đông Viên đã chạy theo xem hai ghe tập luyện ha. Quốc Khởi ở trên bờ, Quốc Khởi sẽ ghi hình hai đội xà lôn tập luyện với một khung cảnh rất là đẹp luôn, trên dòng kinh quê hương rất là đẹp. Rồi đây chúng ta thấy nè, khán giả nhiều ha, có những khán giả nhí nữa nè. Rồi vậy nha. Rồi. Chúng ta thấy là khán giả quá nhiều, khán giả luôn, bà con đã chạy theo xem hai đội ghe của mình tập luyện. Ngay đoạn này chúng ta thấy hai bên là đồng ruộng ha, dòng kênh ha, chiếc cầu mới rất là đông luôn. Rồi có hậu cần phục vụ cơm, kẹo, đồ ăn luôn, hộp gà nướng luôn. Rồi chúng ta đứng đây, Quốc Khởi sẽ đứng đây đón hai ghe của mình bơi ngang chỗ cây cầu này. Hôm nay thì tối thật rồi nha anh em. Và hai đội ghe ngo của xà lôn chấn kiểu tiếp tục lượt tập thứ 3. Tối rồi nhưng mà anh em vẫn còn miệt mài lắm. Rồi đợt này là đặc biệt luôn nha anh em ơi, là hai ghe sẽ cùng xuất phát nha. Hai ghe so kè với nhau sẽ cùng xuất phát, giống như là chúng ta xem lúc thi đấu vậy đó. Hai ghe bắt đầu so kè rồi cùng xuất phát nha. Chúng ta cùng chờ xem đợt xuất phát này của hai ghe xà lôn. Đó, xuất phát rồi đó. Rồi được anh ơi. Xuất phát tốt ha. Chúng ta thấy hai ghe ngay lúc xuất phát là bắt đầu bứt tốc đi rồi.
tốc độ khá là tốt nha. Ở trên bờ thì bà con cổ động viên bắt đầu rộ theo và Quốc Khởi cũng theo luôn. Rồi tối quá rồi anh em ơi, nhìn được gì thì nhìn ha. Rồi đang chuẩn bị qua một chiếc cầu đẹp quá, mặc dù không có thấy rõ nhưng mà chúng ta thấy không được cả nào này, không được anh ơi. Dạ. Tới cầu mình dừng lại được, anh chạy lên cầu đi, cầu mình dừng lại đón anh em cái nữa được. Tối quá rồi, chị thấy dạng dạng anh em ơi, chiếc ghe màu xanh ha. Rồi hai chiếc ghe của xà lôn. Đầu tiên là chúng ta thấy anh em là rất là miệt mài, giờ này tối như vậy đó mà vẫn nỗ lực tập luyện. Và cái một điều nữa là cổ động viên của xà lôn rất là đông, bà con cổ động viên rất là nhiệt tình, cứ chạy ngược chạy xuôi theo hai đội ghe của mình. Và chúng ta thấy hình ảnh rất là đẹp về hai đội ghe xà lôn tập liền. Điều đầu tiên thì Quốc Khởi cảm nhận được và có lẽ anh em mình cũng cảm nhận được, đó là sự nỗ lực, sự nhiệt tình, quyết tâm của anh em xà lôn chuẩn bị cho Outback 2023. Và nếu như không có gì thay đổi vào giờ chót thì xà lôn sẽ đến với hội đua năm nay với hai chiếc ghe nha anh em. Hai chiếc ghe tập luyện là để dùng để tập luyện thôi, còn hai ghe thi đấu thì hiện nay vẫn còn ở chùa. Phần tường thuật về hai đội ghe của xà lôn tập luyện của Quốc Khởi đến đây xin tạm dừng nha anh em. Cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng ủng hộ Quốc Khởi, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo khi Quốc Khởi tiếp tục xuống các chùa khác, và một ngày nào đó sẽ có dịp, có thời gian sẽ trở lại xà lôn nha anh em. Rồi chúc anh em xà lôn tập luyện tốt, sẽ thi đấu tốt. Một lời chúc mà Quốc Khởi dành cho tất cả các ghe ngò đang hướng đến Outback 2023 nỗ lực tập luyện và được đền đáp một cách xứng đáng với sự nỗ lực của mình. Chúc anh em mạnh khỏe và cùng hướng về Outback đua ghe ngò Sóc Trăng 2023.